Ok, xin chào mọi người. Sau đây Duyên sẽ hướng dẫn mọi người động tác bài lắng nghe tiếng em. Đầu tiên là nhạc, đoạn nhạc dạo thì mình chỉ đứng mình nhún thôi. Hai tay để ngang bên hông, đứng nhún. Sau đó mình vào động tác đầu tiên là bước chân lên 4 bước theo nhịp nhưng chậm. Và bước đầu tiên là chân phải lên 1, 2, 3 và 4. 3 và 4 rồi, cầu vào chân dài. Rồi, chạm trượt, chạm thu về, trượt sang, chạm, thu về, trượt sang. Rồi sau đó mình đi trở lại xuống. 1, 2, 3 và 4. Thu về, chạm, trượt, chạm, thu về, trượt. Rồi, đi lên. Mình đi lên, đi lên đi xuống lần thứ 2 thì mình sẽ đổi bên tay. Tay phải lên 1, tay trái lên, bước chân phải lên, chậm, chậm, nhanh, nhanh, chậm, chậm trượt, chậm, trượt sang, đồng thời đổi tay sang bên phải, chậm, thu về, trượt, thì mình đổi tay và đi xuống, phải, chậm, nhanh, nhanh, chậm, thu về, chậm, thu về, trượt, đổi tay, chậm, thu về, trượt. Ok, thì mình vào nhạc nhé. Một hai ba bốn một hai cả 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 cả
lần này. 1, 2, 3, 2 lần. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 cái. Sau đó chuyển chân sang phía trước, đổi hướng thôi, chân phải lên, lên. Chân này cạnh. 1, 2, chạm chạm chạm. 1, 2, chạm chạm chạm. 1, 2, chạm chạm chạm. Mình nối hai cái này. 1, 2, chạm chạm chạm. 1, 2, chạm chạm chạm. 1, 2, chạm chạm chạm. 1, 2, chạm 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 chạm. 1, 2, 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 chạm chạm chạm. Tay sang ngang tay trước mình. Đẩy ngón tay ra. Sang ngang, thu về. Sang ngang, thu về đằng trước này. Mình quấn ngón tay vào nhé. Tay giờ mình làm nhẹ. Mình bắt đầu từ đầu đến động tác cha 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 nha. Nhau qua bao phiền đau, giờ đây chỉ anh với nỗi sầu.
có cái động tác là thay đổi tay thôi. Bốn lần tiếp theo thì mình cũng tiếp tục làm việc này, nhưng mà tay mình vuốt tóc. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 trước, và trước thì in cũ. 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Đó, cái đoạn cổ thứ hai là mình đã đi ra cái ca này. Nhớ là một lần ôm và một tay lần tay vẫy, mình đổi chân nào đỡ nhàm chán. Mình nhảy lại lần nữa nhé. Okay. Mình nhảy lại lần cuối cùng nhé.